Từ hang hầm từ từ thấm. Rồi, bài số 10. Tuấn Anh ơi, nói lại cách làm coi. Bài số 10 thì lấy 0,09 nhân. Ừ. Nhấn gì? Đó, alo thầy nghe không vậy? Nghe nhưng mà nhấn sao nói? Tức là mình có là vinin clorua, khối lượng vinin clorua ban đầu trùng hợp nha. Vì trùng nó hợp trùng thì hợp nó giữ cho nguyên nên thành PVC. Đúng rồi, giữ nguyên cái mắt xích với cái monomer đúng không? Rồi, cho nên khối lượng là như như nhau, nhưng mà có hiệu suất thì chú ý thêm hiệu suất được chưa? Cho nên phải nhớ nha, đây là trùng hợp đó, bạn nói đúng đó, trùng hợp. Mà trùng hợp thì khối lượng vinin ban đầu và khối lượng polymer tức là PVC phía sau là như nhau nếu hiệu suất 100%. Còn giờ có hiệu suất thì chú ý thêm hiệu suất, mà hiệu suất thì cứ thuật nhân nghịch chia được chưa? Cho nên lấy bao nhiêu nhân bao nhiêu vậy Tuấn Anh? M của BVC bằng 0,1 nhân Lấy 90%. 0,09 nhân cho M BVC vinin nhân cho 62,5 là C2H3Cl ha. Rồi ra kết quả vậy thôi các bạn. Cho nên vấn đề ví dụ nhiều đứa đọc lên không biết cái vinin clorua là cái gì thì ao. Hay tất nhiên vinin clorua thì nó dễ đúng không? Đấy, nó nói một cái tơ một cái gì, hay là ví dụ như cao su đúng không? Đấy, thì nó hơi mệt hơn thôi. Rồi mới nói là đáp án B ha các bạn. Rồi tiếp 11. Ví dụ cái chuỗi này cao su tổng hợp đầu tiên, đây là loại cao su tổng hợp đầu tiên của con người tạo ra nha các bạn, cao su buna mình hay nghe, và đây là cái cách điều chế nguyên thủy của nó các bạn, tức là người ta dùng ancol để điều chế ra butadien tức là monomer, sau đó trùng hợp thành cao su buna. Tuy nhiên phương pháp này hiện nay không còn được sử dụng, lý do dùng rượu mà điều chế, mà để có rượu thì phải lên men từ tinh bột, như vậy là phải trồng lúa, trồng mì, trồng ngô, trồng khoai đó, thì nó rất tốn kém và nó ảnh hưởng đến an ninh lương thực các bạn. Trước đây cũng vì cái việc chế tạo ra cái cao su buna này ha, cao su buna này được điều chế và nó được sử dụng lúc đầu tiên đó bạn, được sử dụng ở trong cái công nghiệp vận tải làm cái bánh xe rồi đó, ruột xe bánh xe đó, nó hỗ trợ thêm cái đó ha, và nó phục vụ cho chiến tranh trong công tác vận chuyển được chưa? Và vì cái nhu cầu nó dùng lớn cho nên cuối cùng người ta lấy gạch tinh bột để điều chế ra rượu, rượu điều chế ra cái này, và nó gây nên nạn đói ở một số quốc gia thuộc địa. Trình chính quốc thì không đói đâu nha, thuộc địa, nên sau này là người ta không làm kiểu này nữa được chưa nào? Vậy thì sau này họ điều chế cao su buna từ cái gì thì các bạn có thể coi lại ở lớp 11, người ta điều chế từ hydrocarbon được chưa? Hydrocarbon nó lấy từ đâu? Lấy từ dầu mỏ được chưa? Hoặc là tổng hợp từ khí metan nối mặt vân vân, nhưng mà thường là từ cái khí dầu mỏ đấy, thì nó an ninh lương thực được chưa? Rồi, và nó hiệu quả kinh tế hơn đấy. Còn đây là phương pháp cũ, vậy phương trình cho bạn nào không kiếm được thì nó như sau: CH5OH có xúc tác ha, cái này xúc tác đặc biệt luôn á. Rồi nó sẽ trở thành butadien được chưa? Butadien có thể viết tắt luôn nha, with butadien này đúng không? C4H6 cộng với hai hydro hai nước một hydro, hai hydro một nước chứ nhỉ? Xin lỗi, hai nước một hydro, mình nhớ lộn. Rồi, đó là phương trình. Như vậy ở đây muốn nhắc các bạn là tỷ lệ là 1:2, còn tất nhiên cao su buna điều chế ra thôi. Cao su buna là xong rồi. Như vậy chỗ này mình nhớ cân bằng số 2. Nó có số 2 các bạn. Đây số 1, đây số 1. Ha. Rồi, vậy thì giờ yêu cầu là gì?
có cao su, bách tính là ancol, như vậy là đi ngược rồi. Vậy làm sao đây Khôi ơi? Rồi hết hồn Khôi ơi, rồi làm bài đi con. Tức là lấy 540 nhân cho ancol đúng không? Rồi nhưng mà nhớ có số 2 không? Có số 2 không? Trời ơi, cho nên mới sai đó. Rồi ra đáp án nào. Nhớ nè, bởi vì có 2 ancol cho nên phải là 540. 540 nhân chéo đúng không? Là nhân cho 2. Đấy. Ancol là 46. Sau đó chia cho cao su buna là C4H6 là như 54 đúng không? Rồi. Sau đó làm gì về hiệu suất thôi. À, chia chia đây là chia 80%. Đúng không? 80% ở dưới. Tức là 0,8 nha các bạn. Rồi, kết quả là câu nào thôi? Bấm gì lâu dưới trời. À, gì? Chia cho 80% chưa? À, câu C. Sao lúc này ra câu B? Quên hiệu suất à? Rồi tương tự câu 12. Người ta không có viết sơ đồ cho mình nữa, người ta nhưng mà người ta dùng độ rượu. Thì các bạn vận dụng vô nhé. Rồi, độ rượu đúng không? Thì mình tìm được 100 lít rượu. 100 lít rượu các bạn. Thì mình sẽ có 40 lít ancol nguyên chất. 40 lít. Tìm khối lượng bằng cách nhân cho 0,8 gam trên ml, tức là kg trên lít luôn nha. Nên để luôn. Đấy. Làm từng đoạn này. Đoạn này giúp suy ra 40 lít rượu nguyên chất. Có thêm cái đề. Đúng không? Tính được khối lượng nhân thêm vậy là 40 nhân cho 0,8. Được chưa nào? Được 3,2 lít. Đúng ta? 32 lít chứ nhỉ? 32 lít. 32 lít. Rồi, à sorry, 32 kg. Được 32 kg rồi thì tính cái lượng cao su buna tạo thành có hiệu suất ở đây, hiệu suất theo chiều thuận. Rồi, đáp án là câu nào đây? Hoàng ơi, đánh máy vô, mau. Ok. Nó ghi A thầy tôi không biết câu. Nó ghi A thầy tôi không biết cái gì nữa. Rồi. Và tiếp tục như vậy tương tự cho BVC. Cũng có cái sơ đồ và nhớ cân bằng trước cái sơ đồ hãy làm. Rồi vậy thì bây giờ mời Nhân ơi. Dạ thầy. Ừ. Câu 13. Cân bằng chỗ nào? Dạ mình cân bằng ở chỗ xếp 4 là đúng 2. Rồi, số mấy? Đúng số rồi, 2. Số 2. Bởi vì phải 2 xếp 4 thì mới được 1 xếp 2. Rồi ta làm tới ha. Nhưng mà ở đây chú ý cho thầy là có nhiều hiệu suất ở mỗi giai đoạn thì phải đi qua chỗ nào nhân hoặc chia theo đúng cái đấy, được chưa? Vậy bài này là xuôi hay ngược con? Dạ bài ngược ạ. Đúng không? Bởi vì mình có BVC trước. Đúng không nhỉ? Mình có BVC.
Thế này, yêu cầu tính ngược lại CF4. Đúng không? Yêu cầu tính CF4 là ngược lại. Là bài ngược. Vậy thì nhớ chia cho 90, chia cho 95, chia cho 15, chia 3 lần như vậy luôn nha các bạn. Đấy. À, một tấn PVC là được ba một tấn này, nhân chéo chia ngang là rồi ra được nào con? Đây, con ra cô B ạ. Ok, ai mà chưa bấm kịp thì về nhà luyện bấm thôi nhé. Đấy, chỉ có thế thôi. Bài 14 tương tự, bài 14 nó cho hiệu suất chung đúng không, trong đó nhớ CF4 chỉ chiếm 80%, giống như lúc nãy ở trên là 13 thì C khí thiên nhiên thì chỉ chứa metan là 95%. Cho nên các bạn phải có thêm một cái thao tác là sau khi mình ra được metan rồi, mình phải tính khí thiên nhiên bằng cách là mình nhân 100 chia, đúng không? Khí thiên nhiên, về khí thiên nhiên bằng V của metan nhân 100 chia 95. Ở dưới thì họ cho có 80 thôi, như vậy là nhân 100 chia 80. Đúng không? V metan bằng nhân trăm. Rồi, 14. Xin mời Hưng. Ủa, Hưng rồi. Ủa? Hưng bị văng ra ngoài rồi á? Văng từ nãy giờ rồi à? Que Hưng. Ôi giời ơi. Từ nãy giờ mình nhìn thằng nhìn cái chữ. Rồi. Mai Thuê. Dạ, 14B. 14B, ok, hơi mệt rồi. 15. Tấn Minh. Tấn Minh, à thôi thôi Tấn Minh, ok cũng được. Bì. Rồi, Tuấn Minh. Dạ Câu con 15 đẹp 15 chưa? B. Câu 15 B ạ. D. Rồi. B. Rồi, vậy thì ở đây chú ý cái phương trình đây nha các bạn. Polymetin metacrylate nó là cái gì? Thì viết cho đúng. Viết phương trình tạo ra. Đúng không? Muốn tổng hợp polymetin metacrylate thì phải có metin metacrylate trước. Đúng không nào? 120 kg polymetin metacrylate. Vậy thì bây giờ mình phải có này, không đi công thức nha, tự ghi. Đầu ta tiên mình phải có axit cộng với bazơ ra este, số lượng ancol ghi ghi thế kỷ cục, ancol ra este cộng nước. Rồi hiệu suất của phản ứng este hóa là 60%. Rồi sau đó tiếp tục este trùng hợp ra polymer, hiệu suất là 80%, trùng hợp 80%. Như vậy bây giờ bạn có polymer, bạn tìm ra este, đáng lẽ là khối lượng bằng nhau đúng không, nhưng có hiệu suất thì tìm được este, có este tìm được số mol, tìm được số mol ancol, tất nhiên chú ý hiệu suất. Rồi tìm khối lượng, vậy thì cũng đồng thời phải biết ancol là gì, axit là gì, được không? Rồi, ủa hôm trưa mới làm tới câu 14 hả? Rồi. À, vậy Minh ơi, Tấn Minh á, Tấn Minh bấm ra được câu 15 luôn chưa? Trương Tấn Minh. Còn Tuấn Minh thì ok rồi. Cố lên mấy đứa, cố lên. Đức chuẩn bị bài 16 nha. Dạ yeah. Rồi, giao luôn. Bài 17 Mai Thùy nha. Chuẩn bị luôn. Bài 18 Trang nha. Em chưa biết làm. Ôi vậy hả? Vậy thì tôi Dạ. chọn quá đúng người đấy gì nữa. Thế gợi ý này. Gợi ý. Phản ứng này xảy ra là phản ứng thế, phản ứng cộng. Thế thôi. Và hãy coi mắt xích là một phân tử. Gợi ý á.
Tại vì 18, 19, 20 là bắt đầu giống nhau. Thế Trang làm bài 16 chưa? 36 em cũng không biết làm. 17. 17 em làm rồi. Ok, rồi tí làm bài 17. Vậy Thùy ơi, con làm bài 18 nha. Mai Thùy. 18 Hello. làm chưa? Ừ, rồi. Tiếp tục. Có ai xí 19 20 thì nói luôn để tôi khỏi gọi. Chết rồi, vậy là sợ làm cái kịp tưởng mọi người làm. Ok, thôi để phải sửa nhanh, sửa nhanh. Rồi, Đức ơi, bài 16. Thầy là em tính số mol styren ban đầu. Đúng rồi, đợi thầy xíu, đợi thầy xíu. Styren thầy phải biết ra để nói được vấn đề. Styren. Bao nhiêu mol? Dạ thầy đợi em bấm Nha. lại. Ui Dạ giời, đất 0,05 ạ. không phải. Dạ 0,5. Rồi. Sau đó nó trùng hợp. Đúng không? Nó trùng hợp thì nó biến thành poly. Polystyrene. BS polymer, BS polystyrene. Rồi. Nhưng mà đọc đề thì mình biết là nó còn có một phần dư. Vì sao vậy nhỉ Đức? Dạ thầy là vì số mol của Brom. Sao biết là styren chưa chuyển hết thành polymer? Dạ thưa thầy là nó tác dụng đối với brom được, cái hỗn hợp nó phản ứng, hỗn hợp sau phản ứng À, vậy thì nó còn tác dụng. tại sao tạo ra polymer thì không phản ứng được với brom mà phải có thêm chất khác nữa thì mới phản ứng với brom? Tại sao không chỉ tạo ra polymer không? Thầy là polymer không có liên kết đôi cho nên nó không tác dụng được với brom. Đúng rồi, bởi vì polymer sau khi phản ứng á, thì các bạn lưu ý nè, cái vòng này ok, vòng benzen ok, cái chỗ này nối đôi, từ từ viết cho nó rộng rộng ra ha, cái vòng thì viết là C6H5 nha cho nó gọn. Rồi cái này thì biến thành CH nối đơn CH. Như vậy sau khi trùng hợp thì anh này anh là nối đơn nên anh không thể cộng với brom, trong khi styren ban đầu là có nối đôi cộng được với brom. Vậy thì điều đó chứng tỏ sau phản ứng tác dụng được với brom, nghĩa là phải có styren dư. Và styren dư này sẽ được phát hiện bằng cách phản ứng với brom. Styren dư này phản ứng với brom. Tất nhiên mình biết tỷ lệ là 1:1. Rồi, bây giờ làm sao biết brom phản ứng bao nhiêu nhờ Đức nhờ? Brom ban đầu bao nhiêu? Brom ban đầu bao Dạ nhiêu? 0,015. 0,015. Rồi. Vậy thì brom phản ứng với styren dư có phải là 0,015 luôn không? Dạ thầy là không ạ, tại vì cho tiếp dung dịch Ừ. vào thì cho tiếp dung dịch KI vào thì nó tác dụng tiếp. Vậy là vì sau khi brom phản ứng với styren dư xong thì brom vẫn còn dư. Và chính brom dư. Trời ơi là trời. Cộng với dung dịch KI sinh ra gì? KBR với lại iốt. KBr và iốt. Đó. Và iốt mình tính được bao nhiêu? Iốt là 127 nhân 2 là 254. Dạ không phẩy Vậy không iốt không là hai năm 0,0025. Hai số 0 đúng không? Phía sau dấu phẩy. Hay là ba số 0? rồi thầy ạ. Đúng rồi đúng không?
Dạ dạ Rồi. như vậy. Vậy brom dư là 0,0025. Vậy brom phản ứng sẽ là Dạ 0,0015 0,0125. trừ 0,0025. Được nhiêu con? Dạ 0,0125. 0,0125. Vậy thì brom là 0,0125 thì Steven styren dư cũng là 0,0125. Vậy styren phản ứng là dạ lấy 0,05 trừ cho cái kia. 0,125 được không? Vậy thì cái khối lượng của styren được chưa? Bạn tính được ra polymer nha các bạn. Thì cái này nó hơi lòng vòng chỗ đó, nhưng mà mình nhớ là nối đôi mà trùng hợp xong thì biến thành nối đơn, hai nối đôi trùng hợp xong nếu mà không hết thì vẫn có thể còn một nối đôi hoặc là hết tùy, nhưng mà số lượng nối đôi phải giảm sau khi trùng hợp nha. Rồi đáp số là câu Vậy đây là B câu được B. chưa? Rồi. Câu 17 nha Trang. Dạ. Câu 17 em ra C. Câu 17 ra C. Ô, đúng. Rồi làm. Các bạn chụp cái màn hình lại giùm thầy để thầy xóa đi nha, nếu ai cần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 xong nha. Rồi. Rồi, làm thế nào, Trang ơi? Dạ, em tính mol của butamol Là là 0,2 mol. 0,2 mol. Rồi, sau khi nó trùng hợp, đúng không? Thì nó ra là gì? Nó ra butamol là cao su buna. Thì cái chuyện gì xảy ra? Dạ, thì có thì em đặt số mol của hai cái đó là A với B. Mấy cái phản ứng được với brom? Dạ, cả hai cái đều phản ứng được với brom. Rồi vậy thì bây giờ đầu tiên sản phẩm trùng hợp là cái gì? Là CH2 nối gì? nối đơn CH, nối đôi CH Rồi. là CH2. Đây là sản phẩm thôi các bạn ha. Đây là sản phẩm. Ngoài ra nó còn có cái gì nữa hả? Dạ, Và cao su à quên. Butamol ba butadien còn dư. Như vậy bạn thấy là hai chất này thì cái này phản ứng được với brom tỷ lệ 1:1, còn cái này thì phản ứng được với brom với tỷ lệ 1:1:2. Như vậy đặt đúng không? Lúc này con này con đặt đặt xi đúng không? dạ. Rồi vậy suy ra số mol brom sẽ là 0,28 không? 0,28 mol, là bao nhiêu ít bao nhiêu y? Dạ, x là 0,12, y là 0,08. Phương trình làm sao có được? Dạ, là x cộng y bằng 0,2 và x cộng Sao 2y. 0,2? À tức là lấy 1 phần 2 gấp đôi đúng không? 0,2 mol của Thế các bạn nói là tại sao 18 brom bằng sao? 0,28 vậy? Nhưng mà lúc nãy sao lại nói brom bằng 0,28 ở đâu ra vậy? À, dạ cái đó là tính ra mol brom của 1 phần 2, cái đó là 0,14, em nhân 2 lên. What? À, hiểu rồi, hiểu rồi. Ở đây người đề cho là 1 phần 2 nha các bạn. Cho nên bạn này bạn nhân luôn rồi ha, bạn nhân luôn rồi. Tức là nó bằng 22,4. 22 là thầy xíu ha, 22,4 chia cho 160. Nhưng mà nhớ nhân 2 là hai phần đấy, được chưa? Xác định là hai phần. Và mình mới ra được là 0,28 đúng không? Rồi, về mặt phản ứng thì 0,28 này chính là 1 x cộng mấy y? 2y À, 2y được chưa các bạn? Phản ứng ấy nó phản ứng được 1 và 2. Rồi thêm cái phương trình khối lượng của butadien ban đầu tức là
butadiene ban đầu chính là X cộng cộng Y nha, X cộng Y được chưa? Và mình có khối lượng là 10,8 gram là bao nhiêu mol ha? 0,2 mol. Rồi giải X Y ra, giải X Y ra thì bây giờ muốn tính hiệu suất, hiệu suất thì mình lấy cái gì chia cái gì con? Dạ em lấy mol của cao su phản ứng chia ban đầu. Dạ tức là lấy gì, lấy X hay lấy Y chia cho 0,2? Lấy Y lấy X ạ. Lấy X nhá các bạn. Đó, các bạn giải hai phương trình, hai phương trình giải được X Y, giải được X Y được chưa? Thì X là phần phản ứng, còn ban đầu là 0,2 thì tìm được hiệu suất và mình ra được 60% nha. Rồi đó, bài hiểu đúng vấn đề thì cứ đặt ảnh giải bình thường vậy thôi. Rồi giờ 18, 19, 20 nè, chốt deal nè. Rồi xong cái này nha, 18 rồi, 18 rồi. Một loại cao su khi tác dụng với HCl dư thu được sản phẩm chứa từng này clo. Rồi làm sao hả Thùy? Dạ con giả sử X không có clo. À đúng rồi, quá đúng. Tức là ở đây con nhìn thấy là có 4 lựa chọn, thì trong đó có một lựa chọn đặc biệt là clopropen, được không? Là nó có sẵn clo, còn buna isopren và buna S đều không có clo. Rồi nghĩa là, nghĩa là sao? Vậy thì suy ra điều gì? Rồi làm sao tiếp? Dạ con lập cái phương trình phần trăm phần lo tìm ra mở. Bằng cách nào? Vậy thì giờ lập sao? Ví dụ lấy câu A đi, lập sao? Dạ không thầy, con có tính khối lượng đúng không? Dạ có tìm phần trăm khối lượng clo thì để tìm khối... Ừ dạ. Rồi, vậy là phần trăm khối lượng của clo triển khai ra coi nào, là bằng 35,5 trăm khối lượng của clo. Ôi dạ bằng trong ít ha, trong ít 35,5, tức là mình giả sử trong ít chỉ có một clo, tức là cộng được tỷ lệ 1:1 đúng không? Thế bây giờ hỏi cơ sở nào con dùng, chỉ nói chỉ làm trường hợp 1:1 mà không làm 1:2, 1:3. Ủa con đang giả sử nó không có clo. Ủa không có clo, vậy lỡ mày nó cộng hai cái HCl và nó có hai cái clo trong sản phẩm sao con? Hiểu không? Sao con biết tỷ lệ cộng 1:1? Dạ. Hiểu không? Hiểu ý thầy không thầy? Dạ. À, con chấp nhận coi như là nó có một clo là bởi vì ban đầu không có và nó cộng với một clo, một HCl đúng không? Dạ. Yeah. Nhưng mà thầy đặt vấn đề là mày nó cộng hai HCl làm sao? Dạ yeah, tại vì mấy cái đáp án nó trùng hợp thì ra vì... có một nữa đôi. Đúng rồi, hình dung. Bởi vì nhiều bạn đọc cao su buna, à buna là có hai lối đôi, nhưng mà các bạn nhớ này. Đấy. Đầu tiên là butadiene là thế này. Butadiene đây đây. Nhưng khi trùng hợp xong thì nó thành cao su, nó chỉ còn mấy nối đôi, nó còn có một nối đôi thôi, cho nên cao su na cộng HCl với tỷ lệ 1:1 nó cộng được một chỗ nối đôi thôi. Ê, màu không thấy, thấy chưa, một nối đôi thôi. Tương tự cho isopren, các bạn xem lý thuyết ban đầu cũng có hai nối đôi, khi trùng hợp mắt xích chỉ còn một, buna S cũng vậy luôn, được chưa? A, B và D, thứ nhất ban đầu không có clo và sau đó chỉ cộng thêm một HCl, như vậy là sau phản ứng chỉ có một nguyên tử clo. Thằng C là ban đầu có sẵn một clo, cộng thêm một clo là hai, nhưng mà nó là trường hợp đặc biệt ở đây thì mình làm sao? Nhớ nha, phải biết tại sao là chỉ có một clo, là bởi vì cái mắt xích nha, thầy không nói cái monomer nha, mà thầy nói cái mắt xích của polymer chỉ có một nối đôi. Rồi như vậy là lấy 35,5 nhân 1 là vì vậy. Sau đó chia cho m lớn của x đúng không?
nhân 100% thì bằng năm mấy? 56,8. M lớn của x cộng 56,5. À quên quên. Quên quên. Cộng 36,5. Bởi vì cộng x là ban đầu được chưa? Mx cộng 36,5. Bởi vì HCL là 36,5 nha các bạn. Rồi suy ra x bằng nhiêu, mx bằng nhiêu? 26. 26. 26 hả? What? Sao 26 được? Nhỏ xíu hả? Vậy em chọn nào? À, hiểu hiểu. Hai, đúng rồi, 26 tức là không thỏa A, không thỏa B, không thỏa D. Vậy thì suy ra nó là câu C. Được chưa? À, cho nên trước tiên các bạn phải nắm cái bài mà khi có phản ứng polymer hóa, phản ứng mà đụng tới polymer là phải biết là polymer nó khác chỗ là cái monomer ban đầu thì bạn phải chuyển thành polymer đã để xem nó có mấy đôi đôi. Bài này còn một đôi đôi và bạn tính được mx thì bạn dò là A không thỏa, B không thỏa, C không thỏa thì hiển nhiên còn lại D. D không thỏa thì hiển nhiên còn lại C. Và nếu muốn kiểm tra câu C thì lúc đó bạn phải chú ý nó sẽ có hai clo ban đầu. À, nếu là câu C thì nó phải là hai clo. Chỗ này. Nha, chỗ này phải là số 2. Chỗ này phải là số 2. Bởi vì ban đầu có sẵn một clo, phía sau có thêm một clo nữa thì bạn sẽ thấy nó ra M lớn sẽ bằng câu C. Được chưa? Tương tự 19 20 các bạn phải xem thử coi phản ứng nó là phản ứng gì. Phản ứng thế cộng hai tắc tỷ lệ bao nhiêu nha, trở lại bài gốc á. Rồi ta mới làm được. Rồi. Tới đây thôi, các bạn bữa sau thầy chốt thêm 19-20, khoảng lắm 21 nữa thôi. Còn mấy câu kia ai quan tâm thì thầy mới hỏi nha, thầy mới giảng thêm. Rồi, ta nghỉ. Đã buồn các bạn. Xin chào.